Theo thông tin từ Quỹ ban An toàn Giao thông Quốc gia, khoảng 4 giờ sáng nay, tại ngã tư giao nhau đường cùng mức giữa đường tỉnh 619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người tử vong. Tai nạn xảy ra giữa xe ô tô khách mang biển kiểm soát 76B00660 chưa xác định tài xế và hướng lưu hành, chở theo nhiều người và xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 92H00433, 92R00469 do ông Trần Minh Nhật, sinh năm 1982, trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, điều khiển theo hướng cầu Dược Trường Hải, cảng Tam Hiệp. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong, số người còn lại đã được đưa đi cấp cứu, hai xe ô tô hư hỏng nặng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chỉ đạo đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đến Quảng Nam, phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi nạn nhân và người nhà.